Hello, xin chào tất cả mọi người và trong đêm nay đã ra mắt bộ trang phục của vị tướng Laurel Hỏa Phượng Hoàng. Đó, anh em có thể nhìn thấy là một cô nàng của chúng ta hóa thân thành Hỏa Phượng Hoàng rất là đẹp nha. Và đẹp hơn cái bộ trang phục của Đoạ Lạp Thiên Sứ cũng như là Phù Thủy Bí Ngô. Đây là do nhận xét của từng người thôi, thì mình thấy cái bộ trang phục này đẹp thì mình nói là đẹp thôi. Anh em có thể nhìn thấy là đó, ba vòng rất là đẹp nha. Đó, trời ơi, nhìn này, đôi cánh này màu đỏ nhỉ. Trời, đó. Rồi, và cái bộ trang phục này thì anh em mua combo nhá. Mua combo là 194 quân huy thôi. Rất là rẻ, một bộ trang phục rất đẹp dành cho vị tướng Pháp Sư của chúng ta. Pháp Sư số 1 Lycopodium nằm ở khu vực đứng giữa và có một bộ trang phục với giá bán cực kỳ rẻ. Ok, và trang bị cho vị tướng Laurel đó là Ngọc Đại Pháp Sư, giày kiên cường, khiên huyền thoại, quyền trượng Rayhawk và giáp Gaia. Vương miện hàm Ignis để các trang bị cho vị tướng Laurel mà mình sẽ test thử một trận đấu hạng xem là cái bộ trang phục này nó có thay đổi hiệu ứng không. Thật ra thì không phải nói là test thử đâu, và mình thì mình đã làm clip review cho anh em về bộ trang phục này rồi. Nhưng mà đấy là review ở cái bản thử nghiệm Lico Mobile, và khi mà vị tướng này ra mắt, khi mà bộ trang phục này ra mắt ở bản thử nghiệm thì mình muốn muốn có một gì đó mua và test luôn cho anh em xem ở cái bản chính thức nha. Đó, mua luôn ở bản chính thức và test luôn cho anh em xem về cái bộ trang phục Laurel Hỏa Phượng Hoàng. Hiện tại thì vị tướng này đã có sở hữu đến 4 bộ trang phục mặc 4 bộ trang phục kể cả cái trang phục mặc định anh em ơi. Rồi, còn một người nữa lâu thế. Nào nào, nhanh của tôi cái. Hiện tại thì mình vẫn chưa lên được cái danh kim cương, hiện tại mình đang mắc kẹt ở danh bạch kim 1. Trời đất ơi, đánh cứ lên lên lại tụt, lên lại tụt, trời đất ơi. Không phải lúc nào mình cũng đánh thắng đâu anh em ơi. Không phải là lúc nào đánh thắng thì chắc là mình đã nằm trong top đầu của thách đấu rồi. Đó. Mình thì mình leo danh đơn thế nên là rất là khó khăn. Rồi. Ok, test skin hả? Sao lại biết mình test skin nhỉ? Đó chưa? Trang phục Đoạ Lạp Thiên Sứ thì chắc là nó cũng đối với bộ trang phục của Hỏa Phượng Hoàng này thì anh em biết là nó sẽ thay đổi hiệu ứng từ chiêu 1, chiêu 2 và chiêu 3 dành cho vị tướng Laurel nha. Đó, thay đổi rất là nhiều. Ok. Rồi, một đội hình rất là chuẩn rồi. Có đấu sĩ và có hỗ trợ đủ kiểu, và bây giờ mình sẽ cho vào trận đấu luôn nhá. Mình cắt cái phần kia đi để cho anh em đỡ phải chờ đợi lâu này. Hiện tại bây giờ vừa vừa mới đó. Hiện tại đang là đêm rồi anh em ơi. Mình cố gắng thức để mua những cái vị tướng mới hoặc là những cái trang phục mới để test cho anh em luôn nhá. Để cho nó loại gọi là rất là nóng hổi này. Rồi, và tranh thủ làm clip xong rồi bắt đầu chăn gối đi ngủ thôi. Chứ còn quá là mệt khi mà thức lên mà làm clip thì chắc chắn anh em một điều thì cũng không thoải mái một chút nào đâu. Rồi. Rồi xem nào, đối thủ của chúng ta khi mà solo với chạm trán đường giữa với Laurel là nào. Laurel. Một phong cách chơi rất hổ báo, nếu mà anh em mang bất tử đi thì không việc gì ngại ngần cả, lao vào giao tranh và sử dụng combo, sau đó là bất tử kiểu đợi thời gian hồi chiêu, sau đó là anh em lại sử dụng tiếp. Thật sự thì Laurel là một vị tướng có khả năng gây đột biến rất lớn ở khu vực đứng giữa nhá, và cũng như là trong giao tranh vị tướng này có khả năng gây đột biến cực kỳ cao. Rồi, cái này là chắc là mình phải solo với Alip bé nhỏ rồi. Solo với Alip bé nhỏ, từ 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 từ. Mình sẽ tập trung farm đến level 4 trước nha. Farm đến level 4 thì mình sẽ cố gắng đi đảo đường. Đó, chứ còn level những cái level đầu này thì nó không đối với Laurel thì đi gank được nhưng mà nó không được hiệu quả nha. Khi mà có chiêu cuối thì vị tướng nào có chiêu cuối thì đi gank hiệu quả hơn thôi. Ôi chắc là mình xuống đây là tiệc đã tàn rồi. Rồi, chạy nửa đường thì thôi 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 chết luôn rồi. Vãi cả trường double kill kìa. Alice ăn double kill tin rồi không, khi mà trang bị của Alice bây giờ mới có một cái giày Hermes với một cái sách phép thuật thôi. Nó gọi là rất là nhỏ 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 thôi mà anh ăn được double kill này. Rồi. Đó, cứ cứ gọi là cứ farm đấy nhá. Hiệu ứng chương 1 này, và cũng như là đấy anh em thể nhìn thấy hiệu ứng chương 1 này, chương 2 và chương 3, và cũng như là cái khả năng đánh thưởng vị tướng này cũng thay đổi luôn. Một bộ trang phục giúp cho vị tướng Laurel tôn thêm cái vẻ đẹp rất là sang chảnh. Gọi là rất là sang chảnh đấy đấy. Rồi. Rất đẹp nha anh em ơi, thật sự luôn. Nếu mà đối với fan của Laurel, mình tin chắc là rằng rất nhiều anh em fan của Laurel nha, không thể bỏ qua được cái bộ trang phục này. Anh em đã sở hữu, mặc dù sở hữu được hai cái bộ trang phục như cả là Phù Thủy Bí Ngô hoặc là Đoạ Lạp Thiên Sứ gì rồi, thì nếu mà đã fan fan một vị tướng nào rồi thì không nên bỏ qua được những cái bộ trang phục nào. Và mặc dù là cái bộ trang phục này anh em nếu mà có rồi thì cố gắng. Thứ kia hay đấy nhờ, thế là Batman nó chạy mất rồi. Nếu mà đã có hai bộ trang phục kia rồi thì vẫn cố gắng để có được bộ trang phục này nữa. Tại vì sao, bộ trang phục này bán giá rất rẻ thôi, không có đắt đâu anh em ơi, nếu mà anh em mua bộ combo nha. Rồi, có 109 mấy quân huy thôi, mình quên mất rồi, mình vừa mua xong mình lại quên mất rồi. Đấy, phong cách chơi theo kiểu là late game rất là bá đạo, late game nha.
Đây đây, từ từ Alice ơi. Quá L'Oreal nó, nếu mà tiếp cận được mục tiêu là nó sẽ dồn sát thương cực kỳ lớn nhá. Đây đây đây, lên luôn này, thăm hỏi ma lúc một phát, trời đất ơi. Uầy, cha mày, mình chạy đây là mất công rồi anh em ơi. Từ đầu game giờ đi gọi là đi mỏi hết cả chân mà không được cái mạng hỗ trợ và cũng không được cái giao tranh nào cả. Cứ chạy hết đường này đường nọ thôi, khổ quá, cái số tôi nó khổ vậy. Trời ơi, bây giờ mình lại bị thọt rồi này. Và bây giờ mình sẽ tập trung farm trở lại nha. Cứ đi đảo đường mà không hiệu quả vì một chút nào là cái tác hại của nó sẽ là bị thọt này. Đấy, lại giao tranh khu vực đường rồng rồi, từ từ. Ăn xong đã này là mình sẽ lên hỗ trợ anh em luôn, xuống hỗ trợ anh em luôn. Đó rồi. Ok, bây giờ mình sẽ lên hỗ trợ nha. Ôi rồi, chắc là xuống như này là hết tiệc rồi. Ok, lên bảng hết rồi này. Biết còn vơ vét cái át, Moren, đại sư cơ khí này. Pet này chắc chắn chết rồi, sống sao? Sống sao rồi, một mạng nữa rồi, ok. Rất thơm anh em ơi. Rồi, chưa gì là cũng được một mạng. Hiện tại giờ phút thứ 3, gần phút thứ 4 rồi mà đối phương lép với hoàn toàn khi mà mới ăn được hai mạng thôi. Đó. Nói chung thì đồng đội đánh rất là tuyệt vời nha. Khi mà các trang bị cho vị tướng L'Oreal này mình đã để ở đầu clip rồi. Và bây giờ thì mình cố gắng tập trung chơi cho anh em xem thôi. Chủ yếu trong clip này muốn giới thiệu cho anh em về sức mạnh vị tướng này và cũng như là các trang bị cho vị tướng L'Oreal cùng bộ trang phục vô cùng đẹp của vị tướng L'Oreal nha. Nhiều anh em nói trước khi nó ra mắt, anh em nói nằm trong kho báu làm gì có chuyện. Không bao giờ mình nghĩ được rằng cái bộ trang phục này nằm trong kho báu đâu. Nó đẹp thì đẹp thật, nhưng mà không bao giờ đến nỗi đẹp quá thể đến thế. Nằm hẳn trong kho báu thì tôi cũng chịu luôn nào. Rồi, lại hỗ trợ thôi. Alice trận này đánh hay đấy nhá. KS thần trưởng liên tục thôi. Rõ là một vị tướng Rammer, một vị tướng hỗ trợ squad. Đấy 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 đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống. Ủa, Moran kìa, đại sư cơ khí kìa. Ủa, thơm chưa, ông già của chúng ta. Trời đất ơi, này, một phát thôi. Một trưởng, hai trưởng là chết. Một mang, ok, tiếp tục nào. Ôi, căng thế. Căng quá. Thôi, phát vừa xong là xử thì sử dụng cái bất tử hơi bị lãng phí. Mình cứ nghĩ là ma lốc có thể khả năng sử dụng chiêu cuối bằng mình cơ. Thế nên là nóng luôn cái bất tử, anh ngờ là tuy nhiên anh ngờ là dạ nạt nhau tí thôi. Cứ làm gì mà căng nhỉ. Rồi, mình đã lên được cái trang bị ngọc đại phát siêu và dạy kiên cường rồi. Bây giờ thì trang bị không thể thiếu được cho vị tướng L'Oreal, anh em biết là trang bị nào. Nếu mà anh em xem đấu giải nhiều hoặc là nếu mà chơi với L'Oreal nhiều thì cái trang bị không thể thiếu được cho L'Oreal đó là thiên huyền thoại nha. Đó, một trang bị vô cùng là tăng rất là nhiều sức mạnh cho vị tướng L'Oreal. Một là nó sẽ khả năng nó sẽ giúp anh em hồi năng lượng rất là lớn bằng cái trang bị này. Từ từ đây nha. Có hàng đây rồi, xem là cố gắng cái tầng trưởng nào. Rồi thôi mất một mạng rồi, tiếp tục. Rồi thôi lại mất hai mạng rồi. Cuộc đời tôi cho trận này hỗ trợ nhiều đấy nhở, chỉ hỗ trợ thôi sao. Trời ơi, nhưng mà hay thế nhở, ném hách não đấy, phải công nhận rất là hay, không để cho sống sao được nhở. Rồi, không thể sống được khi mà trong trận đấu này thì mình hạnh đánh hay thôi đấy, hách não quá. Rồi sao nào, KS phát nào đấy. Ok, một mạng nữa, siêu việt, cuối cùng là mình đã KS thành công. Đấy, được một mạng luôn, hỗ trợ nhiều thì cũng phải đi qua AKS chứ làm gì, hỗ trợ nhiều quá anh em lại sẽ chán. Rồi đây lại giao tranh hay quá, Ryoma chết và chắc chắn cái mạng này đấy của mình rồi. Ok, Alice kìa. Vãi luôn. Sợ thật, Alice trận này kiểu sát thương thì mà lớn đấy nhở. Mặc dù là mà lúc là một vị tướng cực kỳ trâu bò mà thanh niên này sử dụng một bộ kỹ năng chuẩn xác thôi là đã hạ gục được rồi. Rất là tuyệt vời. Rồi, có để trụ thôi. Nói chung thì trận đấu này mình thấy là theo mình dự đoán thì nó rất là dễ thở thôi, vì hình như là Moren đối phương như của test tướng không biết chơi thì phải anh em ơi. Đấy, nào, phát này, cho tôi chạm trán phát nào. Sắp có chiêu cuối rồi, một phát chiêu cuối thôi, bị cầm lặng của Alice kìa, không cả được cái mạng hỗ trợ luôn, khó chịu thật. Hiện tại đánh danh bạch kim nên là anh em có thể nhìn thấy là được rằng cho trận đấu này sẽ lặp đi một mạng rồi, thơm. Ma lốc ơi. Rồi hiện tại giờ mình có khả năng hút máu rất lớn nha, hai mạng double kill. Nào, Alice chạy đâu rồi kìa, ném đi, hay quá nhở. Trận đấu này tỏa Slim thành thần là nói ném rất hay nha. Ok, hat trick rồi, thơm, gọi là rất là thơm. Bây giờ chúng ta sẽ phải quay xuống để bắt thanh niên Moren. Đại sư cơ khí đâu ở nhà, núp lùm đâu ở nhà, vừa nhìn cái bóng dáng này xong. Không có ở đây. Ok, kiên điện thoại rồi, thanh niên này vào ăn bùa đỏ ạ. Thì chắc chắn chết là sống sao.
sống sao đây, rồi này chiêu cuối này, rồi không sống được đâu, chạy đâu, chỉ là gọi là cái thả khả năng cái ép của ai nhanh hơn thôi. Thần thánh, thần thánh và thật thần thánh rồi. Trận đấu này mình sẽ cố gắng giữ gìn mạng để có thể là được MVP nhanh em ơi. Đó rồi, đó nha. Thì trước khi mà bộ trang phục được ra mắt, mình đã review cho anh em, chắc anh em có hiểu qua về bộ kỹ năng vị tướng này, cái bộ trang phục của vị tướng này rồi đấy. Còn đối với hiện tại bây giờ thì mình lao danh luôn ở cái phiên bản chính thì nó sẽ thực tế hơn rất là nhiều nha. Bây giờ thì sẽ lên đạp được. Ôi, lại có hàng này. Ôi thơm, rất là thơm này. Một mạng này, nào hai mạng nào, rồi double kill ấy. Khả năng bây giờ KS của mình rất là cao, tại vì sao, late game rồi. Và Laurel là một vị tướng dồn sát thương cũng rất là khỏe nha. Khả năng cơ động, ôi không, Morden này ngáo này, không hiểu tại sao trận đấu này Morden đối phương thì kiểu test tướng này. Đánh theo kiểu một chiến thuật không giống ai cả. Rồi tại là phút thứ 9 thôi, 24 mạng với 6 mạng này, anh em biết là chênh lệch quá là nhiều nếu mà đánh danh. Rất là khó thể có thể lết lại game nếu mà nói về đối phương mà Morden đánh như thế là băng trụ luôn nha. Mình có bất tử mà băng luôn. Rồi chiêu cuối này, trời ơi một mạng. Ô mình cái công mình băng trụ mà anh ờ. Chỉ là cái mạng hỗ trợ thôi sao. Đây đây đây, dù gì thì cũng được một mạng cái này, thơm đấy, 10 mạng rồi. Ok để trụ này anh em ơi, cố gắng kết thúc trận đấu sớm nha. Quẩy quẩy tưng bừng luôn rồi. Rồi chết chắc rồi, sống này. Ok chiêu cuối này, thoải mái đi. Úi dồi ôi này, em nhìn nha, lướt liên tục thôi. Đấy, khả năng hồi máu liên tục. Đứng vào trong vòng tròn này anh em thấy là Laurel không thấy anh em nhiều, anh em ở đó nó chả có tác dụng gì, trời ơi. Nó một cái tác dụng Laurel không thể thiếu được chiêu cuối, thiếu cái chiêu cuối là chả có gì. Thôi chết, trụ bắn em thôi. Vãi luôn. Chịu rồi, mất MVP rồi. Đến nản luôn. Rồi, Thọt Slim đang là 5-0 với 15, chơi án luôn. Nếu mà cái vừa xong mình không bị chết thì chắc là mình có thể giữ được MVP rất là ngọt ngào. Cố gắng đánh giữ gìn mà anh ở phát đấy thì trụ bắn đau quá. Không hiểu tại sao lắm tanh vào như thế thôi nó còn bắn mình. Nhìn đáng yêu tép trang phục cái sao mà. Nhìn thấy thôi là cũng muốn nổ đạn rồi này. Rồi thôi đầu hàng đi cho sớm thôi. Hiện tại thì Thọ Slim đang có thể là một mình cân kinh công anh em ơi. Rất là hổ báo. Bây giờ mình sẽ lên quyền trượng nó heo nha. Rồi một mình cân kinh công bá đạo hết nhờ. Bây giờ thì nét 2 nha, rồi nét 2 cái trụ bảo vệ nhà chính rồi. Và bây giờ có đừng có bùa kinh công rồi. Hiện tại Alice còn siêu việt nữa, em đủ hiểu là Alice ăn 7 mạng chết 2 hỗ trợ 17. Quá là kinh khủng khi mà để cả support nó xanh như thế. Đây nha, mình sẽ lên hỗ trợ này. Rồi đi ông ơi, chạy nhanh. Đây đây đây, tới luôn này. Phát này chắc chắn chết rồi. Chiều cuối này một mạng. Rất đơn giản anh em ơi. Ok, kết thúc trận đấu rồi nha. Đâu rồi. Bây giờ thì mất hai người rồi, làm sao mà thủ được nhà. Rồi Malok nhảy vào à, hay quá nhờ, đẹp quá. Rồi bây giờ đến rồi Batman chạy đâu nhỉ, Batman chạy đâu. Ok tiếp tục này. Ủa trụ bắn ngổ may quá. Kết thúc trận đấu rồi anh em ơi. Đó, trong trận đấu này thì cái trang bị cho vị tướng Laurel thì mình đã để ở đầu cái clip rồi. Và mình đã review cái bộ trang phục Laurel Hạ Phượng Hoàng thực tế nhất ở cái phiên bản chính và đấy, đấu danh cho anh em xem nhá. Ở lên 1 sao đó rồi. Và cảm ơn người đã theo dõi video mình, giúp mình đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Yêu tất cả người, I love you, bye bye. Chị I love you nè, bye bye.